Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Nguyễn Công PC Một chiếc màn hình mà khi mà nó ở mức giá gốc Mình thấy nó không ngon Nhưng bây giờ nó sau khi nó giảm giá gần 2 triệu Thì thực sự mình lại thấy đây là một chiếc màn hình cực kỳ đáng giá trong tầm giá anh em ạ Bắt đầu video luôn để mình giới thiệu cho anh xem một chiếc màn hình giảm giá xong nó cực kỳ ngon Và đề cập vào chủ đề chính nhá Để mình cất con iPhone 13 của mình nhá thì em đó là Galax Vivian 01 Đây là một em màn hình gaming Nhưng mà độ phủ màu nó cực kỳ tốt luôn Nhưng mà từ từ mình sẽ không nói về phủ màu luôn Mà mình sẽ nói qua một chút về thông số của em đó 27 inch 2K 165Hz Tốc độ phản hồi nó chỉ là 1 mili Và anh em biết gì không Con này nếu mà khi mà anh em để trải nghiệm game Với màn hình 27 inch 165 Nó cực kỳ ngon luôn Nó mượt dã man thôi anh em ạ Mình có thể cho anh em xem b Nhưng mà thực ra là nếu mà anh em xem b ấy thì anh em cũng nhìn ở 60 FPS thôi làm sao anh em nhìn xong 165 đúng không? Thế nên mình đang nói lan man quá. Chúng ta sẽ tập trung lại vào cái giá trị của chiếc màn hình này khi mà nó về mức giá đâu đó khoảng là hơn 7 triệu nhá. Giải màu đây, mình sẽ cho anh em xem luôn giải màu này. Đây là một trong những điểm mình rất thích. Giải màu 100% Adobe RGB này, 90% Adobe RGB này và 95% DCI-P3. Đây là một giải màu thực sự mình cảm thấy đây là một giải màu rất cao để dành cho anh em nếu mà anh em có muốn làm về đồ họa cũng có thể làm được anh em chơi game anh em cũng chơi game được nó quá ngon đi nhá tiếp theo sẽ mình sẽ cho anh em xem tiếp về một cái nữa đó chính là về độ sáng đây để mình cho anh xem độ sáng của chúng ta có là lên tới là 350 lít <laughs> 350 nít khi mà anh em để độ sáng là 100% đấy độ tương phản lên tới là gần 1 trên một đây là một độ tương phản mà theo mình nó rất chuẩn luôn 350 nít anh em sử dụng trong phòng ánh sáng mạnh một chút anh em vẫn phải sử dụng rất thoải mái thì đây là một chiếc màn hình mà phục vụ cho anh em cả đôi đường từ chơi game cho đến làm việc cực kỳ ngon và tuy nhiên nó sẽ có một điểm là cái cái white point nó bây giờ nó đang hơi cao thế nên là khi mà anh em mua vé thì anh em nhớ cân chỉnh lại sao cho nó về đâu đó khoảng sáu năm hoặc là anh em tăng vàng lên một tí thì nhìn anh em màn anh em sẽ rất chuẩn hơn tuy nhiên là chiếc màn này khi mà anh em mua vé mà dùng luôn ấy nó sẽ có một điểm trừ khá là lớn nó chính là ở đây đây mình sẽ cho anh em xem luôn độ lệch màu quá cao đây 4.8 Đầu tiên mình đo xong mình bảo Quái cái màn hình 2K gì mà IPS mà sao lại có độ lịch màu cao như thế này Thì sau đó mình đã nghĩ ra là ừ Chắc là do nhà sản xuất không thèm cân màu rồi, đúng không Thế là mình bắt đầu mình cân màu lại Và sau khi cân màu lại thì chúng ta sẽ có một cái Ấn tượng cực 0.69 Một con số rất phong thủy đối với nhiều anh em 0.69 nghĩa là nó đen tại E dưới 1 với mức Delta E dưới 1 thì anh em hoàn toàn có thể làm việc đồ họa khá là chuyên nghiệp ở trên chiếc màn hình này rồi. Đúng không? Nhưng mà nhớ nhá, nếu mà anh em mua hàng tại Nguyễn Công thì anh em hãy nhờ anh em kỹ thuật kiểu rằng cân lại màn rồi xin cái file cân màn đấy về. Nhưng mà mình nghĩ là các bạn cân màn tại nhà sẽ chuẩn hơn bởi vì dù sao cái môi trường làm việc, cái môi trường ánh sáng ở tùy từng nơi ấy thì nó lại đem ra cho những anh em những cái file cân màu khác nhau. Thế nên là nếu mà anh em cân màu sẵn tại Nguyễn Công PC thì cũng được thôi nhưng mà chưa chắc là về nhà anh em sẽ thấy đẹp giống như ở nguyễn công đâu cũng giống như kiểu anh em cắt cái đầu ấy anh em thấy ở gương chỗ ba bơ chẳng hạn ui nó đẹp lắm nhưng mà về nhà anh em nhìn đầu không khác gì có tổ quạ thì mình nghĩ là ở trong trường hợp này cái màn này khi anh em cân ở công ty cũng như là anh em về nhà anh sử dụng thì nó sẽ kiểu kiểu như thế thế nên là nếu anh em có tiền mua spider thì nhớ mua về nhà cân hoặc là thuế ở dịch vụ ở ngoài nhiều đúng không đấy đấy là về những điểm mà mình thích ở chính trong mình này ngoài ra thì nó cũng sẽ có là kiểu ba viên khá là mỏng này chúng ta sẽ có một cái logo Galax đây nhưng mà thực ra là với mình thì cái logo Galax này nhìn nó khá là đuổi thế nên là nếu mà anh em có sờ sticker hay cái gì đó dán vào nhìn đẹp hơn rất là nhiều đấy còn bây giờ sẽ đến những cái phần mà mình cảm thấy chưa ưng trên chiếc màn hình này chiếc màn hình này được định giá lúc đầu nó ở mức đấu đó, đó khoảng hơn 9 triệu gần 10 triệu gì đó nhưng mà với 10 triệu anh em có gì một cái chân đế bằng nhôm thực ra là nó cũng khá là nặng đấy tuy nhiên là không thể nâng hạ không thể xoay lật mà nó chỉ có kiểu lật lên lật xuống nhẹ nhàng thế này thôi thì đây là một cái điểm mà mình cảm thấy không ưng ở trên một chiếc màn hình mà gần 10 triệu lẽ ra ở trên một chiếc màn hình gần 10 triệu chúng ta phải có một chân đế tốt hơn chúng ta có thể nâng hạ độ cao chúng ta có thể xoay lật các thứ thì đấy mới là một cái chân đế xứng đáng trong mức giá 10 triệu nhưng mà không sao bởi vì là màn của chúng ta có hỗ trợ là có thể gắn được VESA mao với VESA mao anh em làm được mọi thứ mua thêm một cái VESA mao đâu đó khoảng bốn năm trăm nghìn thì anh em gánh thoải mái em màn 27 inch rồi Thế nên là đây cũng một điểm mà nếu mà anh em có về sao rồi thì nó lại không phải một điểm trừ nữa. Điểm trừ thứ hai mà mình không thích trên chiếc màn hình này đó chính là về phần cổng kết nối anh em. Với cổng xuất hình ảnh chúng ta có rất nhiều đó chính là hai HDMI này, hai DisplayPort rất thoải mái dành cho anh em có thể cắm nhiều thiết bị cùng kết nối vào một màn hình. Tuy nhiên là mình thấy nó hơi thừa bởi vì là khi mà anh em có hai cổng DisplayPort nhá, anh em có hẳn hai cổng HDMI nữa là anh em có những bốn cách có thể kết nối vào chiếc màn hình này. Nhưng mà liệu là có bao nhiêu người sử dụng rất nhiều thiết bị để cắm vào một chiếc màn hình không? Nó hơi thừa đúng không? Nhưng mà nó thừa như thế nhưng nó lại thiếu ở những điểm khác. Đó chính là cổng USB. Thì với nhiều chiếc màn hình mình có được tìm và có được trải nghiệm ở trong tầm giá khoảng 10 triệu, chúng ta có upstream rất đầy đủ luôn từ USB này cho đến type C các thứ. Nó rất là nhiều và anh em có thể sử dụng rất nhiều các thiết bị các thiết bị kiểu là bàn phím hay là tai nghe các thứ cắm hết vào màn hình, nó rất là gọn. Tuy nhiên em này lại không có những cổng USB như thế Mình thấy rất đáng tiếc ở trên chiếc màn hình này Thì ừ, oh, Cũng chả biết tại sao nữa Nhưng mà thực sự là đây là một điểm khá là đáng thất vọng Đấy, đấy là về hai cái điểm yếu cố hữu Ở trên chiếc màn hình này mà mình có được trải nghiệm Và sau, sau một khoảng thời gian mình tự rút ra Nhưng mà Sau khi mình nhìn lại giá ở Nguyễn Công PC hiện tại Thì em này nó đang đào giá rất nhiều Nó đâu còn là mức trên 9 triệu đâu Mà bây giờ nó chỉ trên 7 triệu Trên 7 triệu anh em có gì 2K IPS phủ màu tốt, tương phản tốt. Còn gì nữa không nhỉ? À, G-Sync Compatible. Nó đầy đủ luôn. Và nó còn là một chiếc màn hình mà các anh em có thể vừa có thể giải trí một cách rất ngon lành. Mà lại vừa có thể làm việc rất ngon lành trong tầm giá 7 triệu. Thế vậy thì anh em thử đánh đánh sang những chiếc màn hình khác trong tầm giá 7 triệu đi. Với gaming anh em 7 triệu có gì? Full HD 144. Thua. Sang bên đồ họa đi. Bây giờ đồ họa những cái chiếc màn hình đồ họa ngày xưa tầm 5 triệu bây giờ nó lên 7 triệu hết rồi. Và trong khoảng 7 triệu như thế, anh em chỉ có một chiếc màn hình là full HD 60 Hz. Ừ có thể là màu sắc nó chuẩn hơn, nó cân màu tốt hơn. Nhưng mà anh em có 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 thấy nó kiểu có một sự chênh lệch cực kỳ nhiều ở đây không? Một con 2K, một con full HD, một con 165 Hz, một con lại chỉ có là 60 Hz thôi. Em này nếu mà nó đang ở mức giá 7 triệu này thì thực sự nó là một sự lựa cực kỳ đáng giá dành cho anh em từ giải trí cho đến chơi game. Và anh em thấy sao? Anh em thấy thấy chiếc màn hình nào đang giảm giá quá sốc không? Nếu mà sốc thì phải nhanh lên nhá. Lên Nguyễn Tư Công mua luôn đi bởi vì là con này số lượng có hạn đấy. Thế nhá. Còn bây giờ thì đừng quên là bấm chuông cũng như bấm đăng ký kênh. Và anh em nghĩ đi. Thử xem là còn có màn hình nào trong tầm giá 7 triệu đạt được con này không? Hả? Bye bye.